Đừng vào anh ạ. Trước mặt anh ấy. Anh xin ơi. Đừng vào. Nó nhìn thấy người đứng cạnh lồng. Sắp chết. Đang đi nhảy. Cách lồng khoảng tầm 2 gang. Đây kia là mồi, cũng có một đôi mồi rồi. Nhưng em đánh chân đúng thêm. Không nhỉ? Anh trở lên đây á? Chưa rồi. Ngay cạnh lồng.